Thưa quý vị và các bạn, cuộc hội thảo được tổ chức tối ngày 3 tháng 9 theo giờ Việt Nam, có sự tham gia của đại diện WHO và nhiều học giả quốc tế. Tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ, Giám đốc nghiên cứu và phát triển của công ty Nanogen, là người đại diện đơn vị này báo cáo về các kết quả thử nghiệm đến thời điểm hiện tại của vaccine Nanocovax. Trong phần trình bày của mình, tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ giới thiệu về công nghệ protein tái tổ hợp được Nanogen dùng để phát triển vaccine Nanocovax. Theo đó, Nanogen đã nghiên cứu và sản xuất vaccine tái tổ hợp theo hướng vaccine tiểu đơn vị protein. Trong đó, Supinit Protein S tái tổ hợp gắn trên giá thể là các hạt nanosilica. Thay vì sử dụng toàn bộ mầm bệnh, vaccine tiểu đơn chỉ sử dụng những mảng kháng nguyên vô hại protein của vi sinh vật thích hợp nhất để kích thích tạo đáp ứng miễn dịch phù hợp. Chuyên gia này cũng cập nhật về các giai đoạn thử nghiệm của vaccine Nanocovax. Trong đó, giai đoạn 1, vaccine được thử nghiệm trên 60 tình nguyện viên gồm 3 mức liều, 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram. Giai đoạn 2, vaccine thử nghiệm trên 560 người tình nguyện từ 18 tuổi trở lên, gồm 4 nhóm, tiêm giải dược 80 người, 3 nhóm tiêm vaccine với 3 mức liều, 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram, mỗi mức liều 160 người. Giai đoạn 3, quá trình thử nghiệm được chia làm 2 pha, trong đó pha 3A thử nghiệm trên 1.000 người và pha 3B thử nghiệm trên 12.000 người. Hiện nay, đơn vị nghiên cứu đã tiêm mũi 2 của các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm pha 3B. Tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ nhấn mạnh, tất cả tình nguyện viên sau khi tiêm vaccine đều có sức khỏe ổn định, an toàn. Tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh của tình nguyện viên tại ngày 42 sau tiêm vaccine Nanocovax đạt 99,2%. Bên cạnh đó, hiệu giá kháng thể trung hòa PNGT50 tại giai đoạn 2 và 3A tại các ngày 35, 42 và 90 của Nanocovax đều cao hơn so với nhóm bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục. Đến thời điểm hiện tại, Nanocovax của công ty Nanogen là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam bước sang giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. Trước đó, trong thời gian 8 đến 15 giờ ngày 29 tháng 8, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã tiến hành họp xem xét việc cấp phép cho vaccine Nanocovax. Sau buổi họp, Hội đồng Tư vấn đã đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung, làm rõ một số nội dung về tính an toàn, tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Mới đây, công ty Nanogen đã gửi báo cáo bổ sung dữ liệu đánh giá khả năng vô hiệu hóa đối với biến thể Delta của vaccine Nanocovax. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những bài tiếp theo nhé!